Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Kênh là nơi chuyên cung cấp thông tin mua bán ô tô trên toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể dễ dàng tìm cho mình một chiếc xe phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình tại web otoxehoi.com. Và ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật gửi đến anh chị và các bạn một siêu phẩm. Nói chung là một cặp luôn. Hyundai Tucson phiên bản nhập khẩu và Hyundai Tucson phiên bản lắp ráp trong nước. Trước mặt anh chị đây thì chiếc xe màu trắng là Hyundai Tucson, sản xuất là 2016 phiên bản nhập khẩu, đi 48.000 km. Và chiếc màu đen bên cạnh đây thì đó là một chiếc xe lắp ráp trong nước sản xuất 2018. Đấy, anh chị và các bạn thấy qua thì phần đèn của hai chiếc xe cũng không có gì khác nhau nhiều. Trang bị rửa đèn pha tự động cũng như nhau. Riêng có về phần răng thì có sự khác nhau ạ. Chiếc màu đen này thì lăn bánh với quãng đường là 20.000 km. Đấy, hiện trạng của các chiếc xe em đưa tới anh chị và các bạn là những chiếc xe đẹp nhất, cực kỳ hiếm trên thị trường hiện tại. Đây là các chi tiết táp ly cửa, phím bấm của phiên bản nhập khẩu. Vô lăng tích hợp phím điều chỉnh chức năng, da còn rất đẹp nhé. Đấy, các chi tiết cruise control, tăng chỉnh âm lượng, đàn thoại rảnh tay. Chủ xe đã lên màn hình rồi anh chị nhé. Đấy, các chế độ phanh tay điện tử auto hold, điều hòa tự động, ghế da rất đẹp. Trên phiên bản này thì nó cũng đã trang bị cửa sổ trời toàn cảnh rộng lớn, có thể chỉnh điện anh chị nhé. Chi tiết ghế này rất đẹp nha. Đấy, phanh tay điện tử auto hold, khởi đèo ngang tốc. Đây là chi tiết ghế sau anh chị ạ. Gần như không có người ngồi, các chi tiết ghế còn rất là căng mọng và đẹp. Xe thì có trang bị cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Các chi tiết đây, chủ xe đã dán cái chống ồn. Bậc lên xuống, bậc cứng. Về phần đuôi xe, xe thì đăng ký biển thành phố, có trang bị cốp điện, cảm biến lùi, camera lùi. Đây là các chi tiết đinh ốc rồi cũng như là các phần dập nổi, rồi đến phần chi tiết trần. Anh chị và các bạn có thể xem qua, rất đẹp ạ. Màu sơn của chiếc xe còn rất tươi. Còn đây là bên phiên bản chiếc xe Tucson sản xuất 2018. Phiên bản lắp ráp trong nước cũng trang bị cốp điện. Các chi tiết của chiếc xe này là cực kỳ siêu lướt, còn rất mới. Cửa sổ trời toàn cảnh, chỉnh điện. Các chi tiết OS anh chị và các bạn có thể tham quan qua. Hai chiếc xe này bên showroom giao ra hiện tại còn rất là đẹp. Chị và các bạn có thể nghiên cứu một trong hai chiếc. Đấy. Xe thì bên showroom có cam kết cho anh chị và các bạn là không đâm đụng ngập nước, bao check test toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể mang đi bất kỳ nơi đâu để kiểm tra. Đấy. Để học đến cái gara mình chỉ định. Vâng, em xin cập nhật lại thông tin báo giá chi tiết để anh chị và các bạn có thể tham khảo qua hai chiếc xe này. Chiếc xe có màu trắng là Hyundai Tucson sản xuất 2016, đi với quãng đường là 48.000 km. Xe nhập khẩu nguyên chiếc, hiện đang giao bán với mức giá là 790 triệu. Và chiếc xe màu đen kia thì nó là sản xuất là 2018, lắp ráp trong nước, đi với quãng đường là 20.000 km. Và chiếc xe hiện đang giao bán với mức giá là 850 triệu. Vâng, những chiếc xe này thì bên showroom sẽ có hỗ trợ mua xe trả góp cho anh chị và các bạn có nhu cầu. Nó tùy theo cái thời gian vay và lãi suất của hàng tháng. Thì để biết rõ chi tiết thì anh chị và các bạn hãy liên hệ hoặc kết bạn Zalo, em sẽ gửi chi tiết để anh chị và các bạn có thể cân đối cân sách để mình có thể chọn lựa một chiếc xe nó phù hợp với nhu cầu của mình. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm tới kênh mua bán xe cũ. Anh chị và các bạn có thể xem chi tiết lại thông tin những chiếc xe này tại web otoxehoi.com. Em có cập nhật đầy đủ thông tin báo giá đầy đủ cho anh chị và các bạn. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video.
Tiếp theo, rất mong nhận được sự ủng hộ của anh chị và các bạn bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ bài. Em xin cảm ơn.